Vụ việc hy hữu, người dân cứu sống bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận. Công an tỉnh Kiên Giang đột kích quán bar, phát hiện nhiều hung khí nguy hiểm. Nhiều cây xanh bật gốc trong cơn mưa chiều tại thành phố Hồ Chí Minh. Một sinh viên chết trong tư thế treo cổ tại ký túc xá ở Bình Dương. Câu chuyện độc đáo hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến An Giang xem chiếc máy chỉ cần 1 lít xăng có thể xử lý được 10 tấn cây bắp. Thưa quý vị, đội ngũ phóng viên của chúng tôi trên cả nước sẽ liên tục chuyển về những thông tin nóng. Những thông tin này sẽ được chuyển đến quý vị ngay sau đây. Hôm nay là Chủ nhật ngày 27 tháng 5 năm 2018 và tôi là Phú Huy của chương trình Bản tin 18 giờ. Trước tình trạng nghiêng trụ, nứt vỡ các hạng mục tại tháp B3, một trong các tháp tại thánh địa Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Viện Bảo tồn Di tích, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho rằng việc cứu tháp đến nay là không thể chậm trễ. Tháp B3 có tổng chiều cao 9,45m, đế rộng 4,5m, dài 5,3m. So với vị trí ban đầu, tháp B3 đã nghiêng 3 độ về hướng Tây Nam, tức là hướng ra bờ suối Quan Tháp. Thân tháp xuất hiện các vết nứt từ đỉnh, vết nứt tại nơi rộng nhất tới 18cm, sâu nhất 1,2cm và ở vết nứt dài nhất lên tới 6m. Các đường nứt này tách đôi công trình, khe nứt có nơi thấy được ánh sáng xuyên qua tường. Phần thân tháp đang bị côn trùng, thực vật, nấm mốc xâm hại, phần tiền sảnh bị mòn gạch nơi lối đi, gạch bong tróc làm hai trụ trang trí có nguy cơ đổ ngã. Phần mái tháp bị vẹo, gạch trên đỉnh rơi, tạo lỗ thông nơi đỉnh tháp khi mưa gió lòng tháp bị đẫm nước. Do vì khi nó nằm cạnh cái con suối phụ của khe thẻ, cái thế đất rất là yếu. Thứ hai là rất nhiều quả bom đánh vào khu vực này, chúng ta còn thấy lỗ chỗ nhiều quả bom đó. Thì chính những cái yếu tố này đó, nó sẽ góp phần làm cho tháp nó xuống cấp nhanh hơn. Tháp B3 được xây vào cuối thế kỷ 10 là một trong những công trình kiến trúc hiếm hoi và duy nhất còn giữ được dáng tiêu biểu cho phong cách kiến trúc Mỹ Sơn A1 trong quần thể tháp Thánh địa Mỹ Sơn. Mức độ nứt nghiêng của tháp B3 đang diễn ra với tốc độ rất nhanh. Nếu như thời điểm khoảng những năm 2012, vết nứt chỉ rộng từ vài cm, thì tới nay đã rộng tới 18cm. Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn đề xuất các bước cứu tháp B3 Mỹ Sơn bao gồm khẩn cấp chống đỡ cấp thiết bên trong và bên ngoài tháp, có biện pháp địa kỹ thuật gia cố móng, gia cố địa tầng hướng bờ suối, gia cố gia cường trùng tu thân tháp và bên mái tháp, gia cường gia cố trùng tu phần tiền sảnh, bậc cấp và tháp. Xử lý phần mái giảm ẩm ướt bên trong lòng tháp, xử lý côn trùng thực vật gây hại, bảo trì các phần đã trùng tu, có hệ thống thoát nước giảm ẩm ướt công trình. Một đôi bạn trẻ ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã tạo một dấu ấn đặc biệt trong ngày xe duyên của mình bằng việc thuê nguyên chiếc phà cũ để đãi tiệc cưới. Theo chú rể Xuân Phúc và cô dâu Huỳnh Nu, do gia đình hai bên đều sống bằng nghề nuôi cá lồng bè nên để tạo ngày vui ấn tượng, đôi uyên ương đã thuê một chiếc phà bố trí tiệc để đãi bà con trong ngày cưới. Đám cưới được tổ chức ngay trên sông Tiền, sự bồng bềnh của sóng vỗ, gió lồng lộng từ sông nước đã tạo sự mới lạ, thú vị và ngạc nhiên cho nhiều khách dự. Đặc biệt, mỗi người đến dự tiệc trên phà phải đi qua những tấm ván được kết nối với các lồng bè đang chông chênh trên sông cũng làm nhiều người thú vị. Bên cạnh chúc phúc cho cặp uyên ương, nhiều khách dự cũng đã tranh thủ ghi lại cho mình những bức ảnh thú vị trong ngày cưới thú vị đậm chất sông nước miền Tây này. Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận vào ngày 26 tháng 5 khiến người dân vô cùng phẫn nộ. Một bé sơ sinh đang còn dính nhau thai, dây rốn đã bị chôn sống dưới đất nhiều giờ liền. Rất may đã có người phát hiện và cứu bé. Đây là nơi người dân phát hiện bé sơ sinh bị chôn sống dưới lớp cát. Khi cào hết lớp cát, trên người bé vẫn còn nhau thai và dây rốn. Vị trí phát hiện trong một vườn tràm rộng hàng trăm mét vuông, cách đường lớn khoảng 50m, thuộc thôn Pò Chỉ, xã Tân Thắng. Theo mô tả của người phát hiện, bé bị chôn nổi trên lớp đất mặt, bít hết phần đầu, thân và trôi trỏ tay cùng với chân lên trên. Thấy cái chuột trắng cái tay nó, cái chuột chân của nó lồi lên. Em nó ủ cái này là chắc không phải bơ, em đi tới gần xét cái chuột em thấy em bé. Em sợ quá, cầu không có dám môi lên, rồi đi vô trong nhà rồi kêu mẹ không dám đi, rồi chồng em ra môi lên, thấy nó còn sống không thở. Rồi em mới kêu thôi cứu nó đi, rồi em kêu cháu ra môi lên, rồi ông nó vô rồi em tắm giữ nó. Xong rồi em lấy đồ em cột đúng nó lại xuống cách, đúng em bỏ, không muốn vắng khăn, rồi em dinh xuống dưới, rồi em tái cho người ta may lại. Bé sơ sinh là trai, người dân địa phương cũng như đội ngũ y bác sĩ vẫn chưa hết ngỡ ngàng bởi sức sống mãnh liệt của bé. Khi phát hiện bị chôn vùi dưới lớp cát, trên mặt bên phải của bé còn có vết thương sâu. Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc,
chính quyền xã Tân Thắng cho biết vẫn chưa xác định được người mẹ hay thân nhân của bé. Hôm qua, đồng loạt cùng lúc tại các bãi tắm Nhật Tân thuộc huyện Triệu Phong, bãi tắm Cửa Việt, huyện Gio Linh, bãi tắm Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, bãi tắm Hải Khê, huyện Hải Lăng thuộc tỉnh Quảng Trị, hàng ngàn người dân gồm ngư dân, đoàn viên thanh niên địa phương đã cùng chung tay dọn dẹp vệ sinh để trả lại vẻ đẹp cho các bãi tắm. Theo đó, những người tham gia đã cùng thu gom các loại rác thải sinh hoạt, rác thải du lịch cũng như các loại rác thải khác bị trôi dạt vào các bãi tắm. Theo tỉnh đoàn Quảng Trị, đến cuối buổi chiều, đã có hơn 10 km bờ biển của tỉnh này đã được làm sạch. Có tổng cộng hàng tấn rác thải đã được thu gom và đưa lên xe vận chuyển đến bãi rác. Được biết, đây là một hoạt động nằm trong chiến dịch Biển Việt Nam Xanh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung ương đoàn tổ chức để mang đến các vùng biển thông điệp làm sạch môi trường biển, chính là cách để bảo vệ biển bền vững. Rạng sáng nay, các lực lượng chức năng công an tỉnh Kiên Giang đã bất ngờ kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính tại quán Bar Zen Club ở phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá. Qua đó đã phát hiện hơn 30 người dương tính với ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, mặc dù bước sang ngày mới nhưng trong Bar Zen Club có gần 150 người đang vui chơi giải trí trong âm thanh ánh sáng sôi động. Công an đã tìm thấy nhiều loại ma túy được cất giấu trong người một số đối tượng, số khác bị vứt xuống sàn nhà để phi tang và được cất giấu trong các tủ của nhân viên. Bất ngờ hơn, công an đã phát hiện giữa hàng ghế chờ trước cửa ra vào cũng cất giấu nhiều hung khí nguy hiểm và công cụ hỗ trợ như dao tự chế, ống tiếp sắt, roi điện và áo giáp. Kiểm tra nhanh 150 người, công an xác định có hơn 30 người dương tính với chất ma túy, đồng thời bắt giữ gần 10 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Rạng sáng nay, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, một chiếc xe khách giường nằm đã bất ngờ mất lái và lao xuống ruộng. 42 hành khách trên xe đã hoảng loạn, nhưng may mắn là không có thiệt hại về người. Chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 76B00700 do Phạm Minh Hiện, 33 tuổi, trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển, chở 42 hành khách lưu hành theo hướng Nam Bắc bị mất lái lao xuống ruộng rau muống thấp hơn mặt đường hơn 7 mét. May mắn chiếc xe khách không bị lật nhờ gặp sình lún. Vụ tai nạn có 4 hành khách bị xây xát nhẹ ở vùng đầu do va chạm với các thiết bị trên xe khách. Được biết, kể từ khi được đưa vào khai thác đến nay, khoảng 4 năm, đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do vòng cua gấp khiến phương tiện dễ bị mất lái, dẫn đến tai nạn. Đã có rất nhiều trường hợp phương tiện giao thông đâm vào nhà dân, rơi xuống ruộng hoặc lật nhào trên đường tại vị trí này. Chiều qua, dù không phải mưa quá lớn, nhưng một số cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn bị ngã đổ hoặc tét nhánh, khiến người dân có phần lo lắng về an toàn cây xanh trên phố. Tại đường số 5, phường 17, quận Gò Vấp, một cây xà cừ đã bật gốc ngã đè trúng một xe tải, kéo gãy hai cột điện và đè vào dây điện trung thế cáp viễn thông. Cũng tại phường 17, quận Gò Vấp, một cây cổ thụ có kích thước khá lớn trên đường Nguyễn Oanh bị tét nhánh, đè trúng hai trụ cổng khiến hai trụ này đổ sập xuống vỉa hè. Tại hiện trường, khắp nơi gạch vữa sắt thép ngổn ngang cùng các thiết bị điện lạnh chiếu sáng. Ngoài ra, gió giật mạnh cũng khiến một cây xanh cao khoảng 20m trên quốc lộ 1A bật gốc tại quận 12. Rất may, các vụ việc đều không có thương vong về người. Một sinh viên quê Tiền Giang vừa được phát hiện đã tử vong vào tối qua tại phòng ở của mình ở ký túc xá trường Đại học Bình Dương trong tư thế treo cổ. Nạn nhân được xác định là Phan Hồng Xuân, 25 tuổi. Được biết nạn nhân từng học tại khoa kiến trúc của trường Đại học Bình Dương nhưng chưa lấy bằng tốt nghiệp. Theo một số nhân chứng, trước khi xảy ra vụ việc, anh Xuân thường than vãn về khó khăn trong cuộc sống. Do chưa nhận được bằng nên anh Xuân vẫn ở lại ký túc xá của trường để vừa làm vừa học. Đến 22 giờ 30 phút tối qua, lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Sau đây là những tin nóng mà đội ngũ phóng viên của chúng tôi vừa chuyển về. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tìm được thi thể của nạn nhân Võ Thành Tiến, 36 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Long Hồ bị đuối nước mất tích. Trưa hôm qua, sau khi uống rượu cùng một số người bạn, anh Tiến dẫn hai con đi tắm sông để tập bơi. Sau khi đưa hai con lên bờ, anh Tiến quay lại tiếp tục tắm. Thấy cha lặn sâu quá mà không nổi lên, hai con anh hô hoáng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã điều hai xe chuyên dụng cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Sau gần 10 giờ tìm kiếm, lực lượng công an mới phát hiện và trục vớt được thi thể anh Tiến ở đoạn sông gần đó. Một chiếc tàu chụp mực của ngư dân huyện Núi Thành, Quảng Nam bất ngờ bốc cháy như ngọn đuốc khi đang cập cảng. Vụ cháy tàu cá nghiêm trọng này xảy ra vào lúc 7 giờ 5 phút sáng nay tại cảng Kỳ Hà. Thời điểm trên, khi chiếc tàu gỗ hành nghề chụp mực NA99389TS của ông Võ Văn Hướng quê Nghệ An đang neo đậu tại cảng Kỳ Hà thì khoang máy bốc khói, sau đó ngọn lửa bùng phát dữ dội như ngọn đuốc và lan nhanh toàn bộ con tàu.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Nam đã điều động 5 xe cứu hỏa cùng các lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng và công an đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Đến 8 giờ 30 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Hậu quả tàu NA99389TS đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Rất may vụ cháy tàu không gây thiệt hại về người. Được biết chiếc tàu này cập cảng Kỳ Hà cách đây một ngày để nhập nhu yếu phẩm, nhiên liệu cho chuyến ra khơi tiếp theo. Cơ quan chức năng nghi vụ cháy là do chập hệ thống điện trong khoang máy của tàu. Sau bao tháng ngày chờ đợi, sáng nay, người dân đã có thể hòa cùng niềm vui khánh thành cầu Cao Lãnh, nối liền đôi bờ sông Tiền. Đặc biệt, theo thông tin chính thức từ Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp, cầu Cao Lãnh không tổ chức thu phí. Dự án cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền, nối liền huyện Lấp Vò và thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp có chiều dài 2 km, rộng 24,5 m cho 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe máy, xe thô sơ, lưu thông với tốc độ thiết kế 80 km/h. Cầu Cao Lãnh và tuyến nối cầu Cao Lãnh cầu Vàm Cống thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Cửu Long nhằm tạo điều kiện cho người dân từ Kiên Giang qua Đồng Tháp 10 lên thành phố Hồ Chí Minh. Người dân đôi bờ sông Tiền thông thương cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Dự án này được đầu tư bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Á Châu và đặc biệt là nguồn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Úc là 160 triệu đô la Mỹ, trong tổng mức đầu tư dự án là 307 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt cầu Cao Lãnh không thu phí. Cùng với cầu Cao Lãnh, tuyến nối cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống cũng được khánh thành cùng ngày. Cầu Cao Lãnh và tuyến nối này có tổng chiều dài hơn 24 km nối thông quốc lộ 30 với quốc lộ 54 của Đồng Tháp. Thời gian lưu thông toàn tuyến khoảng 20 phút, rút ngắn thời gian và khoảng cách rất nhiều so với trước. Trước đây tại miền Tây, nông dân thu hoạch bắp xong phải dùng sức người chặt cây, đốt đồng dẫn đến mất vệ sinh và tốn nhiều công sức. Từ thực tế đó, ông Trần Công Nẻo ở xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang đã chế tạo ra chiếc máy đa năng chỉ cần 1 lít xăng có thể chặt và làm nhuyễn 10 tấn nguyên liệu thân bắp chỉ trong 1 giờ. Câu chuyện độc đáo hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về chiếc máy của ông Nẻo. Phải mất gần 2 năm, ông Nẻo mới công bố và ra mắt chiếc máy chặt, băm và phun xác cây bắp để làm thức ăn nuôi bò sữa. Trước khi đây là coi như là người ta mua trái, vẽ trái, chặt đốt, gây khói ô nhiễm môi trường. Từ khi thấy máy Sở Nẻo lên đây làm, thì tôi thấy nó thay thế rất sức người quá nhiều. Ở đây bà con thông vinh là vua sáng chế của các loại máy của nhà Năm. Nhà Năm muốn cần máy gì thì lợi Sở Nẻo là Sở Nẻo đều làm được hết, tất cả. Thành phần cấu tạo đơn giản chỉ là động cơ máy nổ 65 mã lực, một dàn cắt, một động cơ phun thổi. Nhưng sáng chế độc đáo của ông Nẻo có nhiều ưu điểm. Ưu điểm là coi như là nó sẽ nhanh, lẹ, chặt sạch, lợi là nó ít tốn công nhân. Nếu với trường hợp mà vào khách hàng mà đặt vào số lượng mà ủ chua thì chúng tôi chạy bơm thẳng vào thùng luôn, khỏi vô bao. Với sáng chế đa năng, hiện tại ông Nẻo ăn nên làm ra vì vừa thu gom phế phẩm từ cây bắp, vừa giải quyết nhu cầu sản xuất máy theo đơn đặt hàng, từng bước phục vụ cho nền nông nghiệp mới, khi nhu cầu cần nguyên liệu nuôi bò công nghiệp ở các tỉnh miền Tây và miền Đông ngày càng tăng cao. Thưa quý vị, những sáng chế như chiếc máy vừa rồi sẽ là những điểm sáng giúp người nông dân ứng dụng khoa học công nghệ vào một nền nông nghiệp tiên tiến, nâng cao hiệu quả và tiết giảm được công suất, chi phí sản xuất. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin 18 giờ do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với công ty Nam Thành Media thực hiện, nguồn tin do báo Tuổi Trẻ cung cấp. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai vào lúc 18 giờ trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu. Thân ái chào tạm biệt.